Thưa quý vị, nhiều năm nay, người dân tại đường Phước Tường 1, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ luôn phải sống trong cảnh nắng bụi, mưa bùn dai dẳng. Đường hư hỏng, xuống cấp đã lâu, nhưng không được khắc phục sửa chữa. Mùa mưa năm nay, người dân tại đây lại tiếp tục nối dài những nỗi niềm về nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến cùng nhiều vấn đề liên quan. Hàng loạt những ổ gà, ổ voi đan xen. Và mặt đường thì xanh lầy mỗi khi trời mưa, tạo nên những cái bẫy rất nguy hiểm cho những ai lưu thông qua khu vực này. Đây là thực trạng đã tồn tại dai dẳng nhiều năm nay trên tuyến đường Phước Tường 1, địa bàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Đường đã hư, còn niềm tin của người dân thì cứ hỏng dần theo năm tháng trước những lời hứa hẹn của đơn vị thi công. Lúc này thì trời đang đổ cơn mưa. Và như quý vị và các bạn có thể thấy thì trong điều kiện thời tiết như thế này thì với tình trạng con đường hư hỏng xuống cấp rất nghiêm trọng tại đây thì đã gây ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện sinh hoạt cũng như là đời sống của người dân tại khu vực này. Tuy nhiên thì đáng nói ở chỗ là đã nhiều năm trôi qua nhưng tình trạng hư hỏng tại đây thì vẫn không được khắc phục. Đường hư hỏng nặng không chỉ khiến người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt, đi lại mà còn đẩy những hộ kinh doanh trên tuyến lâm vào cảnh ế ẩm. Nhiều hàng quán tại đây đã phải đóng cửa hoặc chấp nhận tốn thêm nhiều chi phí để di dời sang khu vực khác mới mong có khách trở lại. Ở đây là nếu như trời nắng là bụi đầy nhà, mà trời mưa là đi không được, mà vừa rồi là mưa sình lại như thế này là mấy em học sinh đi té, có bữa là sách vỡ đồ lấm lem hết. Thậm chí hai giáo viên ở nhà trẻ này đi cũng bị té hết. Cái đường này làm thì hồi nào giờ là làm 3 năm rồi mà chưa xong. Nói chung dân ở đây là buôn bán với lại nhà trẻ rồi các cái là coi như bị đứng hình hết. Nếu cơ bản là tôi phải là dời quán đi chỗ khác thuê, đóng cửa chứ không thể buôn bán được tại vì đường nhấp quá. Mấy bữa mà mưa á là ngập vô trong nhà đây này, mưa lớn á hắn ngập vô trong nhà này, hôm nay mưa nhỏ đây rồi là đường á sình lây, nó sình lây nhá, là con nít đi hạt về á là té lên té xuống. Cái thiết kho của dân yêu cầu á là từ nay đến Tết lồn xô trả con đường là cho dân để người ta dân đi. Theo tìm hiểu, tuyến đường Phước Tường 1 là nơi thi công dự án tuyến mương khai cạn đi qua địa bàn phường Hòa Phát, do ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng điều hành và công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam làm đơn vị thi công. Khi đi vào thực hiện, dự án vấp phải sự phản ứng của người dân địa phương vì thi công gây ảnh hưởng đến nhà dân và mất an toàn giao thông. Sau nhiều buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phát với các bên, vào tháng 10 năm 2019, đơn vị thi công đã có cam kết sẽ hoàn thành công trình trong vòng 2,5 tháng. Nhưng thực tế, dự án đến nay vẫn chưa thể hoàn thành xong vì nhiều lý do. Qua các buổi làm việc, thì bên đơn vị điều hành dự án, chúng tôi đơn vị thi công với đơn nước một lý do rằng là thứ nhất là do cái nền đất ở cái việc thi công ở tuyến mương này nó yếu và do đó thì cái phải thay đổi giải pháp thi công dẫn đến là cái tiến độ thi công nó bị chậm. Và trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid và cái mùa mưa thì như vậy là cái dự án tiến độ của dự án nó rất là chậm. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phát cho biết đã nhiều lần kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ cam kết. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục yêu cầu đơn vị thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân, đồng thời sẽ hỗ trợ cho những hộ kinh doanh gặp khó khăn trên tuyến. Chủ yếu là chúng tôi bây giờ vẫn chỉ đạo cho đơn vị thi công họ là có cái giải pháp như thế nào đó để đảm bảo cái việc đi lại trước mắt đã. Còn lại cái việc mà các cái hộ dân kinh doanh ở đây á, thì có một số hộ kinh doanh ở đây thì bây giờ là họ đề nghị là có cái chính sách về thuế, về này khác thì nếu mà liên quan đến những vấn đề đó thì chúng tôi sẽ có chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, xem xét xử lý giải quyết theo yêu cầu của người dân. Khi thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay, thì cứ mỗi ngày đơn vị thi công để chậm tiến độ là thêm một ngày người dân tại đây tiếp tục sống trong âu lo và mệt mỏi vì cảnh nắng bụi mưa bùn không biết khi nào mới chấm dứt. Trái với tên gọi gợi nhắc về sự tốt lành, đường Phước Tường 1 giờ đây lại đang thực sự là một con đường đau khổ ngay giữa lòng thành phố.